chào cả nhà. Hồ cây nhãn của cha bữa nay quá trời bông luôn nè cả nhà ơi. Siêu bông luôn. Cái này không biết nhãn gì nữa. Đi kiếm cái ông lại, ông đã mất tiêu rồi. Nội thấy nội đâu không nội? Nội thấy chồng con đâu không? Chiều nội ăn cơm chưa? Cha mẹ cắt càng cua ha, lên vuông làm gì nội? Con đi kiếm nha. Ồ, thanh long chuẩn bị chín nữa nè cả nhà. Mà hình như nghe nói này cũng được 10.000. 10.000 mà thanh long lại ít. Kiếm coi, kiếm cha mẹ luôn. Đó coi, anh làm gì vậy? Cua ở đâu mà anh bắt? Cua đồng hả? Thôi ơi, thôi rồi đây. Ông trời, ông khóc nữa rồi. Trời ơi, vậy sao cua gì mà sạch trơn vậy? Nãy giờ anh rửa. Vậy hả? Bầu dưới đây quá trời mới bắt được. Đâu? Cua lên bờ hả? Cua. Dạ, anh tính làm món gì? Mà nãy giờ mới rửa vô nè. Dạ, anh tính làm món gì? Mà công nhận tự nhiên nay còn trời mưa, cua nó tràn ở đây quá. Dạ, anh lên vuông ấy chắc có nữa đó. Anh mới cột lại xong luôn. Kẹp anh nãy giờ đâu. Ghê ta, biết cột cua luôn ta. Sao nè, coi đây nè. Cua này là ngon luôn á. Mới vừa cột xong. Anh bóp rồi cứng không? Trời ơi, thì bắt được nó lên con nào ăn con đó. Giờ cứng mềm thì cũng ăn. Rồi, bây giờ vô anh tính làm món gì? Này, giờ làm món gì được ta? Xào bắp ha. Ừ, xào bắp ăn hút cái bắp ngon lắm á. Xào bơ tỏi. Công nhận trời sắp mưa ở đây là mưa nữa. Sao mưa nó lên nè mọi người. Cua lên quá trời. Mưa không biết sao luôn á. Ông ơi ông. Ngày hôm qua mình giờ này cũng mưa nè anh. Cha mẹ chuẩn bị bán thanh long nữa thì anh. Trời, cái cốc này lớn dữ ta. Trời ơi, giờ cao hơn anh luôn rồi. Hồi bữa mới lùng lùng ghê luôn hả anh ha. Cốc này cao hơn lợi luôn rồi mọi người. Cái cốc này vậy bữa em đổ bánh xèo. Đảo quá à. Chút xíu nữa anh dẫn em đi bắt. Trên kia nhiều dữ nữa. Nhưng mà bắt có tính tiền không? Cua ngoài đồng mà tốn tiền gì. Bữa nay ông nổi một mụn trà bá luôn. Đâu, một mụn đâu? Mấy anh ông nè. Thấy hả? Phải không? Nãy hay là gì? Con gì chích? Anh vào nữa hả? Nãy anh vào á. Thế sưng lên hả? Trời, u ám cả nhà ơi. Trời, u ám là ám. Đây, cha thì đặc biệt là không bao giờ đi đá gà. Mà lúc nào cũng nuôi gà gì nè cả nhà. Không biết này ai gửi hay của cha nữa. Hồi bữa cả nhà thấy lại ăn con cua quần đế không? 3 triệu mấy mà ăn không được nhiêu trơn. Giờ ra ruộng bắt cua lên ăn đỡ tốt. Như này 400 nội cũng bắt qua đây nè. Thiệt mà không tin con hả? Trời nội cứ vậy. Giờ con nội đi bắt nè. Nội có thiệt thôi bị ngon luôn á. Tại nội không tin con. Rồi nay nội biết mánh anh rồi. Không có đâu. Rồi bây giờ mình sẽ chế biến nha cả nhà. Bây giờ thì bắt lên mần nó trước. Bây giờ lại cắt. Trong thời gian chờ cua đi kiếm dưa hấu ha anh. Nhà nói trên vuông có trái dưa hấu to. Đâu đâu. Ôi phải xuống xuống sình hả? Ừ. Thôi bước đại đi lát vô em chà dép. Còn anh thì chà chân. Hết mưa rồi cả nhà ơi. Ngộ lắm cả nhà, đất ở đây á khô thì nắng chừng bữa à. Khô cứng luôn. Ôi sao càng cua mẹ bỏ hết trơn rồi. Không bỏ mấy cái già già em, mấy cái mà hột nhiều quá già già. Trời vậy là cắt không kịp, người ta không mua nè, mới bỏ vậy nè. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi cả nhà coi càng cua rẻ thế nổi rồi phải bỏ vậy nữa nè. Rồi trái này là chín chắc luôn rồi. Mẹ lấy hai trái đựng anh. Đâu trái nữa. Rồi trái này chín rồi. Dạ, yeah, chuyên nghiệp quá ha. Mà dơ quá anh không có xẻ ngoài đây ăn được đâu. Ừ, này hái có vô nhà rồi. Còn trái nữa đâu ta? Mẹ nó hai trái. Đó, đâu mẹ. Trái nữa mẹ. Kìa mẹ chỉ nặng thì trái nào trước đây đi. Mẹ. Rồi hai trái này trái kia chắc chưa chín rồi. Trái kia chắc chưa chín đâu. Rồi thôi vậy hái trái này đi. Bây giờ mình sẽ chút xíu nữa mình ăn cua rồi mình ăn la xét cái này nha cả nhà. Nhà này lúc nào cũng có dưa hấu ăn cô. Quay qua quay lại cái có ăn hoài anh ha. Ừ.
Đó. Rồi anh đi đường này vô đi, anh rửa chân. Cái đường này vô sình á. Còn em vô đường này nha. Ok. Đào quá. Luộc rồi anh ơi, đừng rồi, đừng hấp. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra cắt ra rồi sao? Lấy ra rồi sẽ cắt ra nha cả nhà, rồi chúng ta sẽ xào cho nó dễ, cho nó thấm vô con cua. Giờ lại sẽ nhắc xuống. Thơm quá, thơm quá. Này cả nhà, mình hấp hơi hơi á, mà cua này sao sạch quá anh ha. À quên quên, tự nhiên anh tủa rồi mà anh nói gì vậy trời. Đã rồi chưa cả nhà? Này là bơ, lại mua cái hũ bơ từ ngang này nè. Đó. Rồi chúng ta bỏ vô cho nó tan ra hết nha. Chúng ta sẽ chuẩn bị một chén tỏi. Sau khi bơ tan ra hết, mình sẽ bỏ một chén tỏi nha cả nhà. Không có bỏ dầu nha cả nhà ơi. Giờ mình sẽ phi tỏi lên cho nó thơm. Nó vàng rồi nè cả nhà. Giờ lại sẽ bỏ nêm đồ nêm, bỏ cua vô nha cả nhà nha. Ôi da, ôi da. Thơm khủng khiếp luôn ha cả nhà. Này ăn muối cũng ngon nữa ha. Rồi giờ là mình nêm nha. Cho khoảng 3 muỗng đường này nhau. Chắc 2 muỗng được rồi. 2 muỗng thôi nha. Tại muỗng này bự. Nãy anh tưởng là muỗng cà phê hả? Ừ. Như đây cà no nha cả nhà. À. Xíu nước mắm cho nó thơm nha. Bơ phải có nước mắm. Rồi. Rồi, vài muỗng bột ngọt. Ủa, một xíu bột ngọt. À. Xong. Này là chúng ta sóc lên. Rửa cái thấm rồi mình bỏ bắp vô là xong. Thấy chua, nó ăn bơ, thấy chua rồi. Trời ơi, vừa bấm máy gà gái quá trời quá cả nhà. Xin chào cả nhà nha. Bữa nay hai cha con lại sẽ cùng nhau thưởng thức món cua sà bắp à. Cua sốt bơ tỏi với lại bắp. Rồi mời cha nha, mời cả nhà nha. Này để Mina là có khoai tây nữa. Trước tiên chắc ăn thử miếng bắp trước nha cả nhà nha. Tại vì cũng đói bụng quá. Nhà đi cua. Cả nhà muốn ngon, muốn nhiều bơ nữa cũng được nha cả nhà. Tại ăn bắp rồi là cua ơi. Này lại vô chế độ. Ủa không vừa ha, còn chấm bắp muối ớt vậy? Vừa. Còn hết thử chấm hồi đó giờ mới thấy ăn bắp chấm muối ớt. Cha thử cua cha. Để cho ăn con cảm nhận coi cái con cua hoàng đế không? Cua phải có cua này. Cua hổm gì cua queo. Cua thịt. Cả nhà bình luận nói cua bị ốm. Nhưng mà tại chắc cũng hên xui thôi. Đó thì hiện giờ mình mua cua này mình ăn. Vậy do mình không biết, mình mới hỏi cả nhà. Ừ, quên, cua anh bắt cái quên, vẫn không mua. Lâu quá rồi, bà nói giờ có ăn cua đó đâu biết
Rồi cả nhà, mời cả nhà mình nha. Đó, thịt này. Quá là thịt luôn á. Thịt ngon khi rung liền. Sốt này ngon quá. Hên quá cha. Vừa mưa cái tới mình quay cái hết mưa mừng quá. Nãy con tưởng nào quay dưới trời mưa luôn á. Con kính kêu nội cho con mượn cây dù bự mà của cô Sáu cho á. À, vừa ngồi vừa ăn đó. Âm trời còn thương. Rồi sao quay rột rột sao? Thì con lòng tiếng. Suy nghĩ là vậy rồi đó. Nha, âm trời vẫn còn thương vợ chồng con. Thịt nhiều không cha? Thịt lắm. Nè cả nhà, bóp ra. Ăn cua này ta kêu là cái đùi. Cái đùi cua á cả nhà. Cua này ngoài thị trường nó bán nhiêu vậy? Tùy theo ký anh, tại vì có loại ký 2 con, ký 3 con, ký 4 con, ký 5, 6 con, tùy theo. Ăn mình trước đi, càng lát sao. Càng bự quá ha. Dạ đúng rồi, bự quá. Cua cầm lên thằng tiểu, thịt không. Sao cơn mưa cái làm như thấy không khí trong lành. Mát mẻ hả? Mấy người ngoài ông hầm quá. Mát thiệt luôn á cha. Quá cực ngon. Mấy nam hầm quá trời. Tập này xin phép cả nhà ăn ăn nhiều hơn nói nha. Ngon quá. Miền à, mình coi mày á. Như là Cà Mau là nổi tiếng cua nhiều nhất ha. Chứ cua Cà Mau. Đi đâu cũng thấy dựa cua Cà Mau, dựa cua Cà Mau hết á cha. Dựa cua Cà Mau, cua tôm. Như cái vùng bà xui đã tới. Hả? Bà xui. Xui hả? Bà xui nay dâu với đàn trai đi đập thiêu, đêm hôm nay con đường thiêu. Ngủ đường thiêu. Dạ hai cua. Cua nè chị. Cua nè chị. Cua chị xui, bà xui. Rồi gác luôn, gác luôn, tháo quá cào cả nhà ơi. Lấy ghế ra ngồi ăn chị. Vô lấy ghế đi. Hôm lát anh lột cho bà nội mấy cái càng á. Ăn rồi, hỏi thăm vụ dâu ơi, dâu đi có khóc không? Chắc buồn lắm ha. Ừ, mới ra đây có hơi giờ giống quê à. Quen hơi á, quen hơi á cha. Hôm nay có nói nhà nói chuyện rủ rỉ rồi, cũng hỉ. Hai đứa đi rồi xe bơi ra đi cắt. Che như mỗi lần mà chị Xuyến về nhà nhộn nhịp cái chị Xuyến đi mà đường hiu vậy hả anh. Đã ra cuộc cắt anh Long đó đêm hôm này. Ủa đi rồi buồn hiu giống que. Ủa cha bán anh Long rồi nào? Sáng được mấy ký? Trời ơi có 2 xé à. Ủa 2 xé là cũng được hơn 100 ký cha. Ờ nhiêu tiền cha? Bán gần 1 triệu để mà kho bán. Ít mà lần này ít. Sao càng khui cho chặt hết vậy? Già quá bỏ bớt. Nào già cắt bán. Không kịp bán hả cha? Ừ, còn cái nào nó già quá mình bỏ bớt chứ. Nó đổ lò mai ăn. Tính ra niêm chơi chơi vậy mà ngon quá trời vậy. Cái ông lại này nè, ổng mà về đây ổng quay clip chừng 5 clip nữa là cây chuối chết luôn á. Chuối vậy ra chặt đứt cái đọt luôn. Không, để nó lên lại, chuối đứt đọt để lên lại sao? Mà ngon quá, cái nhà cây chuối nó ra chỉ một buồn là nó không ra nữa. Ừ. Hôm cho quên đó để về dẫn đi quay cho chuối. Cho thấy thịt rồi bữa cho tự nhiên tôi đi đám giỗ cho thấy cây chuối nó đâm ngay giữa cây cái bắp chuối nó đâm giữa cây đâm ra. Ở đâu cha? Dưới nhà ông bãi nè. Bữa đó để dẫn chỉ quay cho coi. Coi quay trong tự nhiên cây chuối và xiêm trắng lên cao lắm. Cái bắp chuối đâm giữa cây đâm ra. À, ở trên ngọn có đâm ra nữa không cha? À, không hả? Cũng à, đâm giữa cây đâu ra. Sao chưa tổ ta? Mà nó chưa có ba trái mới ra thành bắp và bự tổ. Chuối gì cha? Thiêu. Xin trắng. Ăn nè, không có. Không có cái đồ bấm ở cả nhà. Cua nêm đồ bấm cua về. Thì mình phải có một hàm răng chắc khỏe.
Trời ơi chết rồi. Đâu có cái cạn nha. Thật quá ta. Trời ơi, cái này là cho caramel đúng không? Đúng rồi. Nè, cho em nha. Từ từ đó. Thấy quay phim vợ gài xinh hơi giỡn á. Không, không cho đâu, không cần. Thôi giỡn á nè, ăn đi. Thôi. Nè, ăn miếng nè. Trời ơi, cái thịt cua. Trời ơi, cái càng kìa. Chấm mấy muối tiêu, muối ớt. Cha cắn nổi không? Nổi, để mình lát vô ăn sao. Ăn giờ ăn thịt mình trước đi. Ăn càng sao. Nè, càng cũng không lấy. Chị bá, thịt không. Càng này bự hơn cái chân cua của hổng nè. Cua là thịt ghê giòn luôn á. Trời ơi, bữa đó cha tưởng đâu cha ăn một cái que không đủ luôn á. Tưởng tại mình nói là mình không biết. Mà cái thịt nó ngon hả cha, ngọt hả cha? Thịt ngọt, ngọt ăn mặn. Ngọt. Đúng rồi, thịt ăn ngọt. Sao lại ăn cua lại phải ăn cái gạch? Mà không phải ăn gạch đỏ nha. Còn em thì phải phải ăn gạch cứng. Gạch ăn nó béo. Cha phải ăn gạch nào? Gạch đỏ ha, gạch vàng vàng này. Vàng vàng á. Gạch vàng vàng ngon hơn cha ha. Chứ con cua đồng mình cũng vậy á. Con cua đồng mình gạch vàng cũng ngon hơn cái gạch lần đầu em. Thì nó đỏ. Mà con cua đồng nó ăn cái gạch nó béo hơn cua biển rồi nha. Ngon vậy đó. Mình sẽ ăn kèm với lại vậy. Béo vô bắp. Sao hổm nay mưa mà không có cua như lúc trước nữa cha. Ừ, rồi mình cứ vô hang hết. Nhưng mà có ốc. Chiều này bé Tiền mới rủ em đi bắt mà em chưa đi nè, mai chắc em đi bắt với bé Tiền. Ốc quá rồi hấp cho ha. Ốc dữ. Cua làm như có lón con gà đó. Cha ăn thử miếng bắp đi cha, ngon lắm á cha. Mày miếng chứ. Bắp đỏ này. Mà sao bắp bự? Ủa lộn quên, không tự nhiên bắp bự. Ốc bự lắm cả nhà. Bắp đỏ này ngon, ngọt hơn bắp trắng. Con này con mê bắp trắng ăn dẻo. Bắp này ngọt hơn. Con người thích ăn bắp này. Ừ. Sao không thích nữa. Bắp trắng là cũng dẻo quá. Bắp này cũng ngọt. Con là con cha chứ không phải quả con cha đâu. Dành nữa. Dành đi mốt cho chuồng có nhà chòi đó kìa. Nhiều người bảo nói. Ừ. Sao lại nịnh vợ, nịnh bên vợ quá vậy? Không nịnh chắc ra đường ở. Cha không cho vô nhà luôn. Nhìn cái cha mẹ thương thì ngu dại gì không nịnh đúng không cả nhà. Trời đất ơi. Ây, trời ơi, sao mà cái thịt nó nhiều dữ vậy trời. Chấm cái nhà muối ớt. Quá wow, trời mấy cái càng. Ê, cua này mình sai rồi, nấu canh ăn cho con lắm hả ba? Trời đất ơi. Nhưng mà phí trời. Phí lắm cha. Cha cua này để lần sau có thì cha biết là nấu lẩu bầu á cha. Nghe nó ngon lắm để cha. Để nguyên con hả? À? Để nguyên con nấu lẩu mà có bầu vô nữa. Ăn với, chứ... ăn với mùng tơi, chắc tầng ô. Chặt ra 2 giờ bỏ nấu hả? Tầng ô. Bầu là bầu mình ăn thường. Trái bầu á, trái bầu á. Với lại cải xanh á, nấu ổ ngọt á cha. Con nghe nói là ngon lắm á. Tại này xa ra nấu canh bầm con. Trời ơi. Trời ơi. Mà cái con cua này sai chắc gãy cối quá. Sai máy xay công nghiệp á anh, ra ngoài chợ á. Cha muốn xay nấu canh thì cha ra ngoài chợ cha mua 10.000 con kìa. Mà không? Không biết nữa mà rau 10.000 con. Đúng rồi. Hổm cha thấy ở ngoài này cũng có bán rau 10.000 con mà ai cũng hỗ trợ cái cua chắc còn ra lọt ra xương không á. Mấy 10.000. 10.000 con là vỏ cua ở cả nhà. Mua gì nấu nước ngọt. Mà thấy con cua nó cũng bóc lên đưa coi thấy cũng bự bự lắm mà người ta nói chắc ốm không có thịt đâu. Lỡ không biết lựa cua thôi mà đi mua cua không biết có thể nào lựa cách nào luôn. Cha biết lựa không cha? Không cha đâu biết đâu. Cha, nướng rồi nữa bóc lên ăn nặng chắc mập cái gì. Không phải cha bóp cái yếm cứng đó cha, người ta nói vậy á. Phải không, mà mập dạ. Thì nó không bị nó không bị ớt. Mềm mà luộc chắc nó teo ha. Dạ là cha không có ten mà ở trong nó không có thịt. Cha bóp ngay cái yếm á.
cứng thì cứng á, thì cái con cua nó chắc thịt. Nãy giờ lại ăn á. Nhưng mà theo con ăn con biết á nha, là con cua Cà Mau miền Tây á, nước ngọt á, nó ngon hơn á. Ừ, con nghĩ vậy. Cá vậy nữa, cá dùng nước ngọt nó thịt ngon hơn nước mặn. Không mặn. Hết sạch. Con cá không vậy. Đang chắc quá ta. Con nghĩ vậy đó. Đang chắc lắm. Cắn em được không? Cua cho mắc cạn. Nước cạn kìa. Cô cả nhà ăn chứ cả nhà vô tiệm mua một con gì cả 100-200 ngàn con. Bữa mình ăn 160. Gì 160 con hả? Đúng rồi cha. Cô anh mời con chín ăn đi. Hả? Đúng rồi cha, 160 đó. Cả này vô tiệm 160 con hả? Có khi nhỏ hơn đó anh ha. Ờ đập coi ăn hai con mấy trăm ngàn vậy. Bữa con đi ăn á. Tại vì người ta mặt bằng thằng nhân viên ngoài kia. Cua sống 100% ăn ngon giả mang chứ. Cua quá tài luôn. Bởi vậy mốt mà có tiền á lại mua con này lại ăn, chứ không mua con cua hoàng đế nữa. To con đó là mua ăn cho biết thôi. Ăn cho biết gì người ta. Rồi khai để anh tiền. Rồi mua thêm con tôm Alaska á cha. Em coi rồi 3 ký mấy. Rồi nghe nói con đó ngon lắm. Thôi kệ, mình ăn cho biết gì người ta đâu. Rồi nha, mưa là kìa, chào đây, đi. Mình không biết. Hai cha con ăn nãy giờ chưa hết mâm cua luôn cả nhà. Mà trời lại sắp mưa rồi. Mưa tới nữa rồi. Mâm này nãy 6-7 con cả nhà. 4 con bự, 3 con nhỏ. Nãy em bắt kẹp anh quá trời quá. Hỏi con này mà có bó dây không? Bó dây nó kẹp mình chết quá. Nãy con bác mà chị Tú chỉ nói cha, lúc đầu giờ chỉ bó dây à, chỉ tính bó dây mỏng để cho khách hàng mua đáng đồng tiền, là không có cân dây nhiều quá cha. Mà bó dây mỏng cái nó tung mạnh lên. Đức cái hả? nó bị gãy càng đó cha, nó cạ nha, nó gãy càng. Cha phải bó dây bự để cho nó im được. Nằm im lại. Đầu tiên chị Tú này bán là chỉ bó dây nhỏ xíu à. Con này mình không ấy nó kẹp mình. Là chỉ muốn bán cho khách hàng ăn để không có là dây nhiều quá cha. Nhớ khi đó cha bắt được con ba chứ không đâu như con rùa. Cầm ngay giữa cái mình nó to vậy nó quay lại nó cắn một cái. Trời ơi. Con ba nó dữ lắm. Cầm tuốt rồi cái đít vậy nè. Chứ mà cầm giữa mình là nó quay lại nó cắn. Rồi em còn nhỏ cha bắt được con ba cha bán nhiêu tiền rồi cha. Cổ dài hả? Kỳ cha bắt con ba cha bán nhiêu quên rồi. Bán lại cây mà cỡ 10 năm rồi hả cha hơn. Lâu rồi. Cơ 10 năm. Như 200 ngàn ký rồi con. Ở đâu cho bán? Cho bắt đâu? Ở dưới mương á. Hồi đó là chiên ra là cá. Ờ những người ta đi nuôi nó đi hay gì á. Trời bự lắm. Ký mấy hình như ký 2. Hồi đó ở dưới quê là hay là cá ăn lắm. Mà hô ăn ngon lắm. Ngon cha. Ba nấu chuối. Ba. Tụi con ăn ở quán là ba nấu. Cái mình nó mềm xèo à. Bô quá. Nhớ bữa cha không biết cha cầm nữa, nhưng rùa cầm giữa mình nó cắn quay là nó cắn một cái. Nhả liền không cha? Nhả liền chứ đâu có phải. Tại tao nói trời gầm nó nhả đâu có. Rỡ chỗ không ngơi sao gầm nữa cha ha. Em qua bên ông Giang bán đó nó chỉ nó có bắt cầm thuốc rồi cái đít á. Nó quay cái đầu không được. Cầm giữa mình nó cắn. À. Mười mấy năm về trước mà 200 ngàn ký là dữ lắm hết cha ha. Không, cái thời đó là ba ta nuôi tôi bán 400-300 ngàn ký. Con nhớ nè, cái thời đó con nhớ. Mình bắt có lẻ người ta mua mình giá đó. Mấy người ta chuyên nghiệp tôi nuôi thời đó là 300 ngàn ký. Dữ vậy ta? Ừ. Lúc bây giờ nó rời rồi. Mưa rồi con nhờ. Nó nổi cái mai không là nặng chết rồi. Ừ, mà ta nói trời ơi, ăn ngon lắm á. Con đi ăn với cậu Mùi á là ăn ba nấu chuối á. Là ăn luôn cái mình phải không? Con cũng không biết, tại vì người ta chặt ra sẵn rồi. Mình mềm xèo à, mua mềm xèo à. Mà nấu với chuối ngon lắm nha. Ăn nó ngon lắm. Niêm bằng lá tí tô. Bầu trời Việt Nam bây giờ đang mưa rồi cả nhà ơi. Mưa tới rồi, chỉ ra rồi. Ở bên kia bầu trời không biết có mưa không? Ăn cua mà mưa.
trên nhà cũng ngon. Ừ, thịt câu mà. Thịt nhiều. Thôi ăn miếng bắp nữa giãn tuồn. Ăn miếng bắp nữa nha cả nhà, ngon quá. Ăn về no chứ anh? Ừ. No không? Ngon. Muốn bắp thì nó bột. Cua mày hai ba con gì được là mua hai con gì đâm nấu canh. Trời đất ơi. Vậy đấy con gặp cua Cà Mau mà 10.000 con mua cho chai về cho nấu canh. Đâm nấu canh rau tỏi ngon. Chứ cái này nấu canh uổng. Thật dữ lắm. À, mưa càng ngày càng lớn ta. Hai con dầm mưa bữa à? Cha con ăn dầm mưa để ăn cua. Có mua không còn hết trơn ta. Nó ngọt thật ra ngoài hết. Cha ăn thêm bắp đi cha. À, được rồi. Bắp ngọt quá. Đút vừa béo léo. Béo léo, ngọt ngon. Béo sàng. Mưa. Nghe mưa ăn luôn. Ê. Ba cà rồi lắp vô cắt rồi bà. Lần đầu tiên dầm mưa ăn luôn trời. Này rất đậm. Ở bên nước ngoài là thấy người ta ăn cái gì mà quá rồi quá đất dĩa bò bư mà sao ăn hết được hay rồi không hiểu nổi luôn á. Rồi rồi các giảng tuồng á cả nhà, còn cha để gạn cùi sắp lót cho quá ra lát vừa đập hẳn. Rồi thôi bây giờ hai cha con lại tạm dừng nha cả nhà nha. Rồi, xin chào và hẹn lại tất cả quý vị khán giả mình ở clip sau. Tại trời cũng mưa hơi lớn lớn rồi, cha con lại chạy vô nha. Bye bye mọi người nha.